Rồi, xin chào quý khán giả. Hôm nay mình xin thông tin cho quý khán giả có một cái mảnh vườn mà chủ vườn yêu cầu bán, thì mình sẽ quay lại toàn bộ mảnh vườn cho các quý khán giả xem. Quý khán giả nào có nhu cầu mua thì liên hệ với mình nhé. Đây là đoạn đường đi lên thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang. Và đây là căn nhà cấp 4 mà chủ vườn ở. Đó. Và đây là đoạn đường đi xuống Cầu Lãnh được luôn và đi Sài Gòn luôn nha các bạn. Rồi thì mình xin mời các bạn đi xuống mảnh vườn để mình quay mảnh vườn cho các bạn xem. Tổng diện tích miếng vườn này khoảng 3 công đất, khoảng 3.000 mét vuông này. Thì xung quanh là dừa nè, có xoài, có bưởi. Ở giữa những cái rãnh thì có đào những cái ao nuôi cá. Đó. Cái này là hình miếng vườn này là hình chữ nhật ạ. Đó. Có xoài luôn nhé, chuối luôn. Đó. Đây chỗ này là cái ao nè. Đó. Phía trước có một hàng cà na luôn, có trồng cà na luôn nha các bạn. Đó. Bạn nào có nhu cầu muốn mua miếng đất này thì xin liên hệ trực tiếp nhé.